hôm nay dẫn mọi người đi ăn ở biển Cái Phòng ở thành phố Santa Clara. Đây là biển Cái Phòng. Muốn ăn ở đây là phải xếp line 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Đồ ăn ở đây là người ta làm tại chỗ, rất là sạch sẽ. Quan trọng là nguyên liệu sạch, tươi, rất là thơm ngon. Đây là người ta quấn mấy cái đâm linh này. Cá cào đâm linh rất là tuyệt vời. Biển Cái Phòng được thành lập tại Đài Loan vào năm 1958, từ một cửa hàng địa phương trở thành một thương hiệu quốc tế được công nhận. Nó là một chuỗi cửa hàng đồ ăn Đài Loan nổi tiếng toàn cầu với món điểm sấm cao cấp và các món châu Á được phục vụ trong các khu phố nhộn nhịp trên toàn thế giới. Trong suốt hành trình chuyên sinh các ẩm thực toàn cầu, họ đã sử dụng các nguyên liệu tự nhiên làm từ bột thủ công và những bánh chất lượng hàng đầu. Điều đó đã khiến xèo long bao, bánh bao nhỏ của Biển Cái Phòng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và giúp họ mở ra các chi nhánh ngày càng rộng khắp để tiếp tục thỏa mãn các vị giác trên toàn thế giới. Đây là món rất đặc biệt ở Biển Cái Phòng, gọi là xíu long bao. Đây là cách ăn này. Đấy. Cái quan trọng là cái nước ở bên trong chúng ta rất là thơm. Đấy rồi, ăn thêm gừng. Wow, ngon quá. Cái đâm linh này rất là đặc biệt này. Nguyên liệu tươi mà nó có cả một nửa con tôm hay là cả nguyên con tôm ở bên trong. Rất là special. Mọi người có thể tìm thấy Biển Cái Phòng tại Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Korea, Malaysia, Australia, UAE, Philippines and UK. Riêng tại Mỹ thì Biển Cái Phòng đã có mặt tại 4 tiểu bang ở California, Oregon, Nevada and Washington State. Riêng tại Nam Cali thì đã có tại những cái thành phố như là Arcadia, Costa Mesa, Glendale, LA, Torrance, San Diego và chỉ duy nhất có một tiệm tại thành phố Santa Clara, Bắc Cali và nằm trong khu shopping mall Westfield Valley Fair. Chính vì điều đó, để thưởng thức xào long bao đặc biệt bạn phải xếp hàng và chờ ít nhất từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Sau khi ăn tối ở Biển Cái Phòng xong thì mình ghé vô Santa Naro. Khu này là có khu rất nhiều quán dining ngoài trời. Đôi khi họ còn chơi nhạc sống, rất là nhộn nhịp. Một trong những khu vui chơi giải trí tại San Jose, Santa Clara. Nếu như downtown San Francisco có Union Square thì khu này có khu Steven Bridge và Santa Naro, rất đáng để ghé thăm. Đây là khu dining rất là ngon, đặc biệt tại Santa Naro. Đấy, các bạn có thể thấy những biển hố rất là đông đúc, mọi người đang ăn tối ngày thứ bảy ngày hôm nay. Kinh nghiệm của mình ấy là mình park ở Westfield parking lot ở phía đối diện bên đường, sau đó thì mới đi bộ. Tại vì mình mà đi ở đây ấy là xe là sẽ không có chỗ đậu. Rất nhiều những cái quán ăn nổi tiếng mà mọi người có thể check out. Đông đúc nhộn nhịp trong những cái khu vui chơi nổi tiếng ở Santa Naro. Ferrari, con xe đỗ, xe đua rất là đẹp, nhìn nó chạy.
trong những cái góc mà mình thích nhất ở Santa Ana. Nơi này là người ta làm phố đi bộ, có những vendor đồ ăn đồ uống ở hai bên. Có hôm người ta còn chơi nhạc sống nữa, rất là thư giãn, relax, enjoyable too. Hôm nay là khoảng 6 giờ tối rồi thì mình đã thấy một số những cái vendor mà người ta bán hàng đồ lưu niệm, quần áo của hai bên đường là người ta đã chuẩn bị dọn dẹp và đi về. Sẽ đi một vòng để cho mọi người xem là cái không khí nhộn nhịp trong cái ngày của tháng 11 tại Santa Clara. Hầu hết là đồ lưu niệm, đồ trang sức, nước hoa. Có đồ drink, bar, cocktail. Mọi người có thể thưởng thức. Oh, ngày kia là có những cây thông quá đẹp kìa. Đấy, cây thông. Thời tiết hôm nay thì không hề lạnh, rất là mát, rất là đẹp để cho mọi người có thể hang out một cuối tuần. Các bạn nhớ nhé, đây là khu Santa Ana Road.